Xin chào mọi người, mời mọi người ăn cơm gà với Thảo nha. Cơm tối mọi người ơi. Cơm này thì Thảo nấu với lại nước luộc gà với lại nghệ á, cho nên nó có cái màu vàng. Nước mắm chua ngọt. Gỏi này thì Thảo bóp với lại củ hành tím, củ hành tây á, củ hành tây màu trắng với màu tím. Với lại Thảo bóp là muối tôm. Bóp muối tôm Tây Ninh mặn mặn với chanh, mặn mặn chua chua cay cay. Gỏi này là ức gà nha mọi người. Không có rau gì hết cho nên Thảo bỏ ớt ngâm chua cho nó xanh xanh. Thảo luộc cái ức gà, cái Thảo lấy cái nước Thảo nấu. Gỏi mình bóp kiểu này nè, nó cay cay nha. Cái cơm này Thảo nấu Thảo cũng có cho xíu cái nước luộc gà, Thảo có cho xíu gia vị nên cái cơm này mình nấu nó cũng có vị xíu, nhưng mà vẫn phải chan thêm nước mắm chua ngọt mới ngon mọi người. Ngon. Bữa tối chất lượng luôn.
cái này ai không thích ăn ức gà thì luộc cái khác. Cay. Ngon. Ngon nha. Ngon nha mọi người. Rồi, video của Hảo kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người nha. Bye bye.